bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong bản tin Gặp Nhau Cuối Ngày ngày hôm nay thứ Hai ngày 17 tháng 4. Còn bây giờ thì hãy cùng cập nhật lại những tin tức nổi bật nhất có trong ngày hôm nay nhé. Như vậy là sau nhiều tin đồn đoán trước đó thì mới đây bộ ba huấn luyện viên của The Face Việt Nam 2017 đã chính thức lộ diện. Từ khi chương trình The Face được mang về Việt Nam cho đến nay thì đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của đông đảo báo giới và khán giả. Và đặc biệt là sau thành công vang dội của mùa đầu tiên với sự góp mặt của bộ ba huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê và Phạm Hương, và dàn thí sinh đã để lại rất nhiều ấn tượng như là Phí Phương Anh, Mai Ngô, Lily Nguyễn hay là Khánh Ngân vân vân, đã khiến cho khán giả thêm phần tò mò về những gương mặt sẽ xuất hiện sắp tới trong chương trình The Face mùa 2 lần này. Với mong muốn có được một chương trình chất lượng nên ban tổ chức chương trình đã quyết định bộ ba huấn luyện viên sẽ chính thức nắm vị trí huấn luyện viên The Face Việt Nam mùa thứ hai, đó chính là Lan Khuê, Hoàng Thùy và Minh Tú. Đây có thể coi là một trong những quyết định hoàn toàn bất ngờ khi mà trước đó thì đã có rất nhiều cái tên khác được dự đoán sẽ là bộ ba quyền lực của The Face năm nay. Có thể thấy Lan Khuê là một vị huấn luyện viên từng để lại nhiều dấu ấn tại mùa 1 đã tiếp tục quay trở lại với mùa 2. Minh Tú thì hiện đang là một nhân tố sáng giá tại đấu trường quốc tế, còn Hoàng Thùy thì lại là một trong những gương mặt siêu mẫu Việt Nam quá quen thuộc, nhất là trong hệ thống các tuần lễ thời trang lớn trên thế giới. Và có lẽ là với sức trẻ, nhiệt huyết và kinh nghiệm của mình thì ba huấn luyện viên mùa 2 này hứa hẹn sẽ mang đến cho chương trình nhiều màu sắc mới mẻ. Và tập đầu tiên của The Face mùa 2 dự kiến sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ ngày 11 tháng 6 năm 2017 trên kênh VTV3. Nếu các bạn yêu thích thì nhớ đón xem nhé. Sáng nay ngày 17 tháng 4 tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh thì bất ngờ đã xảy ra một vụ cháy lớn tại một sở may mặc và sau đó thì đã lan ra các nhà dân bên cạnh. Hơn 20 người dân đã dìu nhau thoát khỏi đám cháy vào lúc sáng sớm. Theo những thông tin ban đầu thì khoảng 5 giờ sáng ngày 17 tháng 4, rất nhiều người dân đã phát hiện ra có cháy tại cơ sở may mặc ở địa chỉ số 13 đường Nguyễn Thái Học thuộc quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, và rất nhiều người dân ở quanh đây thì đã hô hoán nhau để dập lửa. Do khu vực cháy chứa nhiều vải và quần áo nên là ngọn lửa đã lan nhanh rồi bao trùm qua các căn nhà xung quanh. Chỉ ít phút sau thì đám cháy đã phát triển mạnh mẽ rồi lan sang căn nhà số 11 kế bên. Lúc này thì ở bên trong hai căn nhà có tổng cộng 24 người và đã kịp thời hỗ trợ nhau để tháo chạy ra ngoài một cách an toàn. Rất nhiều người dân đã hoảng hốt và cố gắng di dời những tài sản có giá trị ở bên trong ra ngoài và đồng thời gọi điện cho cảnh sát chữa cháy chuyên nghiệp đến để giải quyết vụ việc. Nhận được tin báo thì phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Tân Phú đã triển khai 6 xe chuyên dụng cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ để đến hiện trường dập lửa. Sau khoảng 1 giờ triển khai chữa cháy thì ngọn lửa đã được khống chế và dập tắt, và rất may là vụ việc này thì đã không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên thì ngọn lửa đã thiêu rụi gần như là toàn bộ hai căn nhà cùng rất nhiều tài sản bên trong. Đến 8 giờ sáng cùng ngày thì hiện trường vụ cháy vẫn được các lực lượng chức năng bảo vệ để phục vụ cho công tác điều tra. Tối qua ngày 16 tháng 4 thì tài xế lái xe tải cán chết một thiếu tá cảnh sát giao thông đã ra công an phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa trình diện. Tài xế được xác định là Trần Mạnh Thông, 25 tuổi, quê ở Hương Sơn, Hà Tĩnh và thường trú tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Công an đã lấy lời khai của tài xế Thông để làm rõ thêm một số tình tiết liên quan. Và lúc 19h15 tối ngày 15 tháng 4, tại trạm thu phí cầu Đồng Nai trên quốc lộ 1 thuộc km 1872 khu phố 10, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tổ tuần tra kiểm soát của phòng cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt PC67 Công an tỉnh Đồng Nai đã làm nhiệm vụ kiểm soát giao thông. Trong thời gian này thì thiếu tá Minh cùng tổ công tác phát hiện là xe tải đã chở heo chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Bình Thuận, thành phố Hồ Chí Minh nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra phương tiện. Tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục tăng tốc để ô tô chạy đến trạm thu phí. Và lúc này thì thiếu tá Minh đã bám vào gương chiếu hậu của xe để tiếp tục yêu cầu lái xe chấp nhận hiệu lệnh. Và khi ô tô đang di chuyển thì thiếu tá Minh bị trượt chân và ngã xuống đường và đã bị bánh xe sau của chiếc xe tải cán qua người và dẫn đến tử vong tại chỗ. Ngày 16 tháng 4 thì Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã đến thăm và chia buồn cùng gia đình Đại tá Cảnh sát Giao thông Lê Quang Minh. Thứ trưởng cũng đề nghị Công an tỉnh khẩn trương điều tra và làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Trong lúc đi vệ sinh tại một quán nhậu và nhìn thấy hòm tiền từ thiện dành cho người nghèo đặt gần chỗ bồn rửa tay, một nam thanh niên đã không ngần ngại đạp vỡ cửa kính của chiếc hòm rồi lấy đi số tiền trong đó. Những ngày gần đây thì trên một số diễn đàn mạng xã hội đã liên tục xuất hiện một đoạn video được xuất ra từ camera an ninh ghi lại cảnh một nam thanh niên đã ăn trộm tiền từ một thùng tiền từ thiện dành cho người nghèo đặt sát với bồn rửa mặt trong một nhà vệ sinh ở quán nhậu. Theo camera ghi lại thì nam thanh niên này sau khi bước vào nhà vệ sinh thì tình cờ nhìn thấy một thùng tiền từ thiện. Ngay lập tức thì người này đã dùng chân đá vỡ cửa kính của thùng rồi nhanh chóng lấy tiền ở trong đó. Sự việc được xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 15 tháng 4 tại quán nhậu có tên là OT thuộc khu vực phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Sau vài giờ đồng hồ được đăng tải thì dân cư mạng đã nhanh chóng lùng ra Facebook cá nhân của thanh niên này, và chàng trai thì đã đăng tải một dòng trạng thái trên trang cá nhân của mình với nội dung là muốn livestream để xin lỗi mọi người. Mình đã bàn với bên chủ quán và xin họ gỡ clip xuống. Mình mong là mọi người đừng thắc mắc chuyện này nữa. Còn mình hứa là mình sẽ like để xin lỗi mọi người. Mình sẽ làm trong ngày hôm nay và mong là sau cái like đó thì mọi người sẽ tha thứ cho mình. Đồng thời thì trên trang fanpage của quán thì cũng đăng tải một nội dung: các bạn ơi, thông cảm cho mình vì đã xóa clip của bạn ăn trộm tiền từ thiện nhé. Vì gia đình của bạn ấy cũng đã xin lỗi và hứa sẽ trả lại tiền đã lấy và sửa chữa lại thùng từ thiện. Chiều nay thì bạn đó có qua và mình sẽ gửi clip xin lỗi của bạn ấy cho các bạn xem. Các bạn thông cảm vì mình cũng khó xử lắm, bên gia đình người ta cũng đã vậy, bồng bột nhất thời. Mới đây tại một bệnh viện đa khoa thuộc huyện Thạch Thất thì một người nhà của bệnh nhi đã bất ngờ cầm cốc thủy tinh đập vào đầu và gây chấn thương cho một bác sĩ điều trị tại đây. Sáng ngày 17 tháng 4 thì bác sĩ Vương Trung Kiên, giám đốc bệnh viện đa khoa Thạch Thất Hà Nội cho biết, tình trạng sức khỏe của bác sĩ Lê Quang Dương bị người nhà bệnh nhi cầm cốc thủy tinh đánh vào đầu thì đã tiến triển tốt hơn. Hiện tại thì bác sĩ Dương đã tỉnh táo và sau khi khâu 7 mũi ở đầu và đang tiếp tục được điều trị tại khoa ngoại của bệnh viện, đồng thời thì cũng theo dõi thêm về phần chấn thương sọ não. Kể lại sự việc xảy ra với mình thì anh Dương vẫn không giấu nổi vẻ lo lắng và đan xen với sự bức xúc về hành vi của bố bệnh nhân. Theo như bác sĩ Dương thì ngày 16 tháng 4, anh là trưởng trực của bệnh viện chuyên ngành nội khoa và đến trưa cùng ngày thì anh có nhận được điện thoại của bác sĩ trực đề nghị anh xuống khoa nhi để hội chẩn bệnh nhân tiêu chảy có tình trạng bị chướng bụng, và sau khi hội chẩn thì bác sĩ Dương đã khám và cho chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng với bệnh nhân để kết quả được rõ ràng hơn. Khi gọi người nhà bệnh nhân ra ngoài để thông báo về tình hình bệnh nhân, nếu như nặng hơn thì có khả năng sẽ phải chuyển viện. Trong khi đang giải thích và viết bệnh án thì bố của bệnh nhi đó đã mất bình tĩnh và cầm cốc đập vào đầu của bác sĩ Dương khiến cho anh chảy nhiều máu và bất tỉnh tại chỗ. Không chỉ cầm một cái cốc thủy tinh dày trên bàn đánh vào đầu bác sĩ Dương mà ngay sau đó thì bố bệnh nhi này còn định cầm cả ghế nhưng bị các bác sĩ và bảo vệ ở đó ngăn lại kịp thời. Và ngay sau đó thì chúng tôi đã báo bảo vệ giữ lại và giao cho công an xử lý. Bác sĩ Kiên làm việc ở đó cũng thông tin thêm như vậy. Đại diện Sở Y tế Hà Nội cũng cho hay đã đề nghị với cơ quan công an là vào cuộc để làm rõ vụ việc này, đồng thời thì cũng yêu cầu bệnh viện rà soát lại tất cả các quy trình khám và chữa trong bệnh viện. Theo thông tin từ bệnh viện thì sau khi sự việc xảy ra, cháu bé đã được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị. Và đó là những thông tin nổi bật nhất có trong ngày hôm nay mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào tối ngày mai.